toàn thể các đồng chí. Tập thể hai phi đội là những đơn vị mũi nhọn nằm trong đội hình chiến đấu của trung đoàn không quân trực thăng 930 đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ trong toàn phi đội thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của thường vụ đảng ủy, ban chỉ huy trung đoàn, cơ quan nghiệp vụ cấp trên, sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân. Đội ngũ cán bộ, phi công, thành viên tổ bay, nhân viên kỹ thuật được đào tạo cơ bản trong các học viện nhà trường, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, quản lý khai thác sử dụng thành thạo các chủng loại máy bay Mi-8, Mi-17, Mi-171. Hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thưa toàn thể các đồng chí, những năm qua, phi đội luôn làm tròn chức năng đội quân công tác, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai bão lụt, đã thực hiện nhiều chuyến bay tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, thả hàng cứu trợ đồng bào bị lụt tại các tỉnh miền Trung, đóng góp nhiều công sức, vật chất giúp nhân dân vượt qua cuộc khủng hoảng của đại dịch Covid-19, xây dựng nhiều tuyến đường bê tông nông thôn, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Với những thành tích trên, nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được Đảng, nhà nước, quân đội và chính quyền địa phương ghi nhận, trao thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, đến với hội thi dân vận khéo năm 2023, với tinh thần giao lưu học hỏi, chúng tôi muốn gửi tới thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí một thông điệp: nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, dân vận khéo, việc gì cũng thành công. Kính thưa thủ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, phần thi giới thiệu với đơn vị địa bàn của phi đội đến đây kết thúc. Xin kính chúc thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công, rực rỡ.